Hello, Thành Trung xin chào tất cả quý cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Thành Trung. Thì hiện tại bây giờ Thành Trung cũng đang có mặt tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Thì nơi chỗ mà có 7 đứa trẻ vừa rồi mà cha vừa mới qua đời mọi người. Mà hiện tại bây giờ mẹ đang nằm bệnh viện sinh em thứ 7. Thì đến giờ này thì Thành Trung cùng với những anh em thì đi ra chỗ mộ của anh Tấn. Thì tên thường gọi của anh ở nhà là anh Tấn nha mọi người. Thì đây là cái khu mộ của anh Tấn. Thì hiện tại bây giờ thì mấy đứa nhỏ, mấy đứa con của anh Tấn thì cũng ra ngoài mộ để thăm mộ của ba mình. Thì cái khu này là cái khu mộ. Đây là một cũng là một cái lùm xùm. Tên của anh là Nguyễn Thanh Hồng nha mọi người. Đây là mộ của anh Tấn. Trương Thanh Hồng. Cái số tiền mà từ thiện đó thì hiện tại bây giờ thì ngôi mộ của anh Trương Thanh Hồng cũng đã được xây rất khang trang rồi nha mọi người. Thì cũng được sự quyên góp của cộng đồng cũng như là người nhà bên phía nội cũng đã làm là cho anh được cái ngôi mộ cũng rất khang trang. Nhưng mà cái vấn đề mà Thành Trung muốn nói ở đây là vấn đề của những cái đứa nhỏ hiện tại bây giờ mà đang nheo nhóc như vậy đấy mọi người. Nó cũng đang rất vô tư, nó không chưa biết một cái gì. Đây là bà bé Ngọc, con lại con Vinh cho chú nha. Đó là gửi cho tụi con là một thùng sữa. Dưới đây là một thùng mì gói. Và đây là bánh kẹo đồ rồi chú mua cho tụi con này. Đó là về chia ra cho mấy tụi em nha. Đó thì cái phần quà này là của cô Bích Thủy ở Mỹ á, gửi cho tụi con. Con cảm ơn cô Bích Thủy. À, rồi tụi con chia ra ăn nha. Bảy đứa, còn hai đứa tin về hai đứa nhỏ nhất. Hai đứa đang ở trong viện thôi, tụi con quá. Quên nữa. Đó rồi về chia sữa, chia bánh ra rồi mì rồi cái gì ăn sáng rồi nấu ăn nha. Thì mày đến nhà nội rồi để thăm mấy bé, đồng thời ra ngoài chỗ cái điện mộ của ba của mấy bé, là không? Để mà viếng mộ của ba của tụi bé luôn. Vâng, thì vừa rồi thì cũng có một phần quà của bên kênh của anh Hải miền Tây ấy mọi người, cũng trao cho mấy bé. Thì
vừa ra thăm cái khu mộ của anh Trương Thanh Hồng, tức là anh Tẩn tên gọi ở quê, mà có 7 đứa con đó mọi người. Thì vừa rồi là anh cũng vừa mới qua đời, mà gia đình của anh thì mình phải nói là hết sức là khó khăn là một. Cái thứ hai nữa, đến cái thời điểm bây giờ thì có mạnh thường quân coi như cũng hỗ trợ được cho gia đình của anh, thì lại xảy ra những cái mâu thuẫn ở trong gia đình đường phía ngoại, thì rất tội nghiệp cho những cái đứa trẻ hiện tại bây giờ. Đấy, không có nơi nương tựa ở bên phía nội thì cũng rất muốn là mang cháu về để mà chăm sóc, nhưng mà lại phải theo cái sự sắp xếp của mẹ của các bé nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ đó, thì mẹ của bé thì cũng đang nằm ở bệnh viện sinh cái em bé thứ 7. Đấy, nên là cái câu chuyện nó đang còn rất rắc rối. Thì mọi người hãy theo dõi video cũng như là theo dõi cái câu chuyện này, xem là cái kết cục của mấy đứa nhỏ có được tươi sáng hay không. Thì mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút like, để lại những cái bình luận để giúp cho tương lai của những cái đứa trẻ được hạnh phúc hơn nha mọi người. Bà không lo, thôi với ai lo cho bà? Lo cho mấy bé ăn học trước, bây giờ bảo bà không chịu thôi, chứ bên đây bên em mẹ em với rồi anh chị em cũng nói bà hết rồi, bà muốn bắt hết vợ chồng hết rồi á, thì bên em có gì đó cho bảo đó thôi. Chứ hôm qua hỏi này em vô chồng mình mới vô thôi mà làm cái gì sao có em dám vô nữa. Bởi vậy hôm qua thì anh cũng có chứng kiến câu chuyện, thành ra là anh thấy em cũng... nói lại tiếng nào chắc nó quánh anh chết luôn đó luôn. Bởi anh thấy em đi về là cũng tốt đó chứ. Một mình trống ha. Ngày hôm qua có mình em anh với anh này vô nè. Sao chứ ngày hôm qua thì mà bên đó là làm sao em? Thì hôm qua vô trong đó là em dẫn mấy cháu nhiều nó cho cái anh này anh quay nè. Nói chuyện gì đó. Em qua sau thì em mới gặp là gì của cháu nè. Ẩm con của bả nữa vô, xong em vô em nói ủa chị ơi sao mà quay mấy đứa nhỏ thôi, chị ẩm con gì vô đây đứng làm cái gì. Thì đó, rồi bả nói bả đại diện, cái em mới nói với anh này đại diện gì hỏi đứa này lớn hết trơn rồi. Biết hết, anh cứ hỏi đứa này hết, không cần ai đại diện chứ á, nó lớn trong nhà. Rồi cái ông gì đó, ông đương gì đó, ông mới lôi áo em ra, ông xô hỏi anh này em biết nè. Xô em ra, ông đầu quánh em, ông đuổi em đi, em ông không cho em đứng trên đất á, em mới kêu thôi đừng quay clip nữa, dẫn mấy đứa nhỏ về ngoài đi, có gì về bệnh viện quay ở ngoài nói chuyện với mẹ luôn cho trực tiếp cho rõ. Rồi em dẫn nó nhỏ về được theo đầu bánh em đó. Vậy là bữa chiều đó là dẫn về luôn, dẫn mấy đứa cháu về. Dạ, anh này có quay được đâu. Đúng rồi, tại vì làm quá anh cắt máy anh đâu có dám. Anh chưa có hiểu được cái câu chuyện bên nội bên ngoại như thế nào, thành ra là anh cắt, anh tạm dừng cắt máy lại. Nấu ơi. Đó như vậy là bây giờ bên nội cũng như là em là cũng là chú và mấy đứa cháu em là ở đây là 4 đứa, có thể là bên đây có thể là nếu mà chị dâu cho phép có thể là bên nội cũng lo một phần nào đó cho mấy đứa hả em Út? Thì đúng rồi anh con của anh em mà em tụi em cũng đâu có bỏ đâu. Thì tụi em khó khăn thì nhưng mà tụi em cũng không có bỏ được, nhưng mà phải tùy theo cái ý kiến của chị dâu. Đúng rồi, bả là mẹ, bả muốn sao thì làm theo ý bả thôi, mình đâu có quyền. Nói chung là mấy đứa trẻ mà ra ngoài đây thì nó có tương thì lai hơn. Nãy giờ anh mấy anh ngồi nói chuyện mấy đứa nhỏ, anh cũng biết ý nguyện của mấy đứa nhỏ cũng ở ngoài này. Đúng rồi, đâu có ai muốn ở chổng, anh như anh giờ anh cũng đâu có muốn ở chổng mà đúng không? Đúng rồi, trời thời buổi giờ sống em nói nghe, cho mấy đứa nhỏ đi học mà huyên xuồng mắc mấy nhỏ đổ một tuần 2-3 lít xăng thì tiền đâu tụi nó đổ. Có cái xuồng qua sông đó hả? Đúng rồi anh, nhiều khi vui thôi buồn không cho mượn qua sông nữa. Bên ngoài mà đúng không? Bên ngoài hết. Bên ngoài mà đưa cháu qua sông mà cũng phải có tiền hả? Đúng rồi, mà vui thôi buồn không đưa luôn. Ừ. Ý là không phải trả tiền mà mắc mấy đứa nhỏ đổ xăng á, đổ xăng, nói chung là bỏ tiền nó đổ xăng. Nhưng mà vui thì mang mấy đứa đi học, mà buồn thì coi như ở nhà nhậu. Giờ tội nghiệp mấy bé, tương lai giờ là không có học hành, tương lai sau này sao buồn dữ hết. Nói nghe, em cũng là cậu, em cũng không có biết, em cũng không sống ở trong, em không hiểu anh biết gì nhiều trong, em chỉ nghe cháu nói thôi. Anh cứ hỏi cháu em đi, cháu em mới nói, cháu em nó cũng đủ biết ai tốt ai xấu hết trơn à, nó nhận thức được rồi. Anh cứ hỏi nó đi. Tụi anh không dám hỏi cháu nhiều, tại vì
là hỏi cháu nhiều rồi, sợ một khi mà tụi mấy cháu nó tập trung gì đó nó sống đau con sẽ có nhiều cái sợ chứ sợ là làm nói chung là bị tác động luôn. Đúng rồi, có công rồi họ nói mày cái này cái nọ thì bây giờ thì bây giờ á có chứ, còn nếu như mà thật sự là nếu như mấy cháu mà có một cái nơi riêng tư nào đó em không ngại em muốn nói với anh là cứ lên bệnh viện, cứ lên bệnh viện xong rồi chứ bên ngoài đó ai đại diện bên ngoài á là ra đây nói chuyện ba một lại em chỉ muốn gì thôi không, chứ cái gì bên em mới nói nghe bây giờ trong đó em nói theo cái kiểu như xã hội ngoài đi ở trong đó anh vô trong đó anh dám làm gì nó trong đó không tụi nó làm gì giống như hôm qua hỏi này ơi thân mình em đó thì bây giờ kêu ra ở bển ai đại diện bên đây ra đây nè rồi bên em đại diện một người ra bệnh viện nói chuyện với bả luôn có bên nội bên ngoại có bả đó nữa có con cái cháu nè nói chị chứ bình thường em thấy giờ quá trời mệt mỏi nhức đầu quá trời nè cái gì cũng đổi thừa bên nhà em chứ nói em đây cha em bệnh lúc mà cha em bệnh chạy xe không được ổng cũng gán chạy xe đem đồ vô tới chổng cho mấy đứa nhỏ em thì em bật liêu em đi làm đâu có rảnh đâu cuối tuần em mới được nghỉ chiều thứ bảy em chạy về chuyển nhật em đi nữa rồi nào em về đây không có một chuyện gì ở đây em về chơi thì em rảnh chạy vô chổng em chơi với ổng đồ thôi. À, anh cũng hiểu được một chút ý kiến của mọi người nói rằng là gì ở bên nội là không có lo gì cho bên mấy cháu nó nói là không thấy vô đó thì tụi anh tiếp xúc với cũng người này người nọ rồi nếu như bây cháu. Giờ anh không tin á thì bây giờ anh đừng hỏi ở đây nữa à. Anh đi vô trong đó anh hỏi sớm kiện trong đó thôi rồi sớm kiện trong đó sẽ kể cho anh nghe như thế nào chứ bây giờ anh em nói thôi anh đâu có tin được đúng không anh có hỏi lần sớm rồi đó. Ừ. Thì nên là bởi vậy cho nên là hôm nay tụi anh đầu thì muốn ra đây để mình ý kiến đây là ý kiến bên nội em là đại diện bên nội đi để rồi sẽ cộng đồng họ sẽ có một cái câu bình luận là vậy thôi kéo điện rồi này cũng bàn rồi nhưng mà kéo điện trong đó là phải đi họp dân mới được mà dân ở trong đó người ta nói là chỉ cho điện bên nhà anh hai em thôi chứ không có cho kéo bên nhà bên ngoại đâu mà kéo qua nó chi hơi bên đó là người ta cúp điện đó nó nói vậy đó thì giờ để xong xuôi cái này cho chị em khỏe bả về đi rồi em sẽ nói mẹ em sẽ đi vô chổng đó coi cái vấn đề trong đó làm sao rồi vâng thì cái câu chuyện của bảy đứa trẻ Bạc Liêu á mọi người thì hiện tại bây giờ thì vừa đừng nội mà vừa đừng ngoại thì đang có xảy ra những cái xích mích trong cái cuộc sống đấy thì thành Trung cũng mong sao á thì những người lớn những người bậc làm cha làm mẹ làm chú làm bác á, thì cũng có thể là coi như mình bỏ qua hết cái xích mích trong cái cuộc sống để mà chú tâm vào lo cho những cái đứa trẻ lo cho những cái tương lai của cái đứa trẻ thì Thành Trung cũng chỉ mong muốn là như vậy thôi còn Thành Trung sẽ cập nhật những cái thông tin tiếp theo về những cái đứa trẻ thì Thành Trung cũng xin tạm ngưng cái clip ở đây. Rất mong quý cô chú anh chị theo dõi cái câu chuyện của bảy đứa trẻ ở Phước Long Bạc Liêu nha mọi người. Thì Thành Trung hẹn tất cả quý cô chú anh chị vào những cái clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý cô chú anh chị.